Việc bắt gặp fan của những nhân vật siêu anh hùng trong phim hay là truyện tranh thì không có gì lạ lẫm. Nhưng chủ nhân của bộ PC hôm nay phải thực sự là một fan cuồng nặng ký của nhân vật Batman đến từ DC Comics. Với bộ máy này, chủ nhân của nó đã phải bỏ ra số tiền không ít ỏi là khoảng hơn 150 triệu đồng. Bộ não của cả hệ thống là vi xử lý Intel Core i9 7900X có mức giá lên đến 24 triệu đồng. Với mainboard Gigabyte X299 Aorus Gaming 9 và 64GB DRAM 4 Corsair Dominator Platinum cao cấp. Chưa hết khi chiếc máy này còn sử dụng không chỉ một mà là hai chiếc card đồ họa Gigabyte WaterForce Extreme GTX 1080 Ti. Chỉ tính riêng hai chiếc card đồ họa này thôi đã có giá xấp xỉ 50 triệu đồng. Phần backplate của card đồ họa được mod ra độc đáo với câu nói quen thuộc của rất nhiều fan của người rơi, đó là Because I'm Batman. Toàn bộ hệ thống được gắn tản nhiệt nước custom với RAT 480mm siêu khủng bố, làm mát cho cả CPU và hai card đồ họa. Ngay đến cả nắp tre của phần quạt tản nhiệt cũng được mod thành hình Batarang, phi tiêu và cũng là biểu tượng của người rơi. Và vỏ cây sử dụng cho hệ thống là vỏ Thermaltake Core P5 Glass cũng không kém phần khủng bố, với toàn bộ mặt kính cường lực trong suốt, dễ dàng sâu nội y của bộ máy người rơi. Và những thứ chúng ta không nhìn thấy sẽ là bộ nguồn Corsair AX1200i có công suất 1200W và hiệu suất 80 Plus Platinum. Chưa kể tới ổ cứng của hệ thống được giấu khá kỹ, bao gồm SSD Samsung 960 EVO 250GB và một ổ 3TB của Western Digital Red. Với cấu hình khủng như vậy thì chủ nhân của bộ máy sẽ không ngại bất kỳ tác vụ nặng hay bất kỳ trò chơi nào, và chắc chắn sẽ không ít người phải trầm trồ mỗi khi nhìn thấy bộ PC này. Hy vọng chủ nhân của bộ máy sẽ cảm thấy tự hào với chiếc máy tính của mình. Còn các bạn thì sao? Các bạn cảm thấy thế nào về bộ máy này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video khác trên fanpage của Anfat Computer.